Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài và tôi đã trở lại sau một kỳ nghỉ Tết hơi lâu và hơi sâu. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có thể các bạn chưa biết nhưng năm 2024 được xem là một cột mốc quan trọng của ngành cổ sinh và những nghiên cứu về khủng long, bởi đó chính là kỷ niệm 200 năm chi khủng long đầu tiên được định danh Megalosaurus, cũng được xem là cột mốc khởi đầu cho quá trình nghiên cứu khoa học về khủng long trước cả khi thuật ngữ dinosaur chính thức được ra đời vào 18 năm sau, năm 1842. Trong hai thế kỷ đó thì con người đã có rất nhiều những khám phá và nghiên cứu về khủng long và có thể nói rằng chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn về những sinh vật vĩ đại này, dù tìm hiểu về những sinh vật sống cách chúng ta hàng chục cho đến hàng trăm triệu năm là một điều không hề dễ dàng. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua những dấu mốc lịch sử của các nghiên cứu về khủng long trong 200 năm qua. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Ai là người đầu tiên tìm ra khủng long? Người châu Âu có thể là những người đầu tiên có các mô tả khoa học về khủng long, cũng như đặt tên cho khủng long lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng chưa chắc họ đã là người đầu tiên tìm ra khủng long. Hóa thạch đã tồn tại từ hàng chục triệu năm trước, còn ngồi lại người Homo sapiens chúng ta cũng chỉ mới có lịch sử khoảng 300.000 năm đổ lại. Vì thế, ở bất kỳ một thời điểm nào đó trong quá khứ thì tổ tiên của chúng ta cũng có thể đã gặp phải hóa thạch khủng long một cách tự nhiên, khi di cốt của những sinh vật cổ đại này lộ ra khỏi lớp đá chôn giấu chúng dưới các hiện tượng thời tiết. Tại Trung Quốc thì người ta đã ghi nhận về những lần tìm thấy long cốt, trong đó sớm nhất có thể là trong tài liệu có tựa đề Hoa Dương Quốc Chí biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ tư, đời nhà Tấn. Tuy nhiên, long cốt này không rõ có phải là hóa thạch của khủng long hay không, hay hóa thạch của những nhóm động vật khác. Mới đây thôi thì tại Anh, người ta đã tìm thấy hóa thạch đốt sống của thằn lằn cổ rắn, một nhóm động vật sống cùng thời với nhiều loài khủng long trong một khu mộ La Mã có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, nếu có tìm thấy hóa thạch khủng long hay các sinh vật cổ đại, họ thường xác định đây là xương cốt của những loài vật hoặc người khổng lồ trong huyền thoại và cũng không phân biệt được hóa thạch của những nhóm động vật khác nhau. Cho đến nay, sự việc con người khám phá ra hóa thạch khủng long với bằng chứng xác thực nhất lại chính là ở châu Phi. Trong một nghiên cứu gần đây thì nhóm nghiên cứu đến từ Nam Phi do Julien Benoit đứng đầu đã tiết lộ rằng vào năm 1990, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xương ngón tay hóa thạch của một con khủng long Massopondylus trong một hang động từng có con người cổ đại cư trú ở Bolala thuộc lãnh thổ nước Lesotho. Trong hang động đó vốn không có hóa thạch khủng long, chứng tỏ nó đã được mang từ nơi khác đến, có thể là từ những khu vực giàu hóa thạch ở gần đó. Trong văn hóa dân gian của các tộc người ở Lesotho cũng như ở nước láng giềng Nam Phi, họ từng đề cập đến các quái vật giống rồng như một cách để diễn giải các hóa thạch mà họ tìm thấy. Hang động này từng có người cư trú từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18, do đó rất có thể chủ nhân của nó đã phát hiện ra hóa thạch khủng long trước người châu Âu đến tận 500 năm. Tuy nhiên, nói gì thì nói, người châu Âu thời cận đại với năng lực khoa học mạnh mẽ mới là những người tiên phong mô tả chi tiết hóa thạch của các sinh vật cổ đại bằng kiến thức khoa học và tạo ra ngành cổ sinh vật học. Nhờ có những người tiên phong như Mary Anning, chúng ta dần dần phát hiện ra những thế giới bị mất mà con người trước đó chưa hề biết đến, của những sinh vật cổ đại không còn tồn tại trên trái đất, mà rất nhiều trong số đó khiến con người choáng ngợp. Và như các bạn có thể đã biết thì vào năm 1824, nhà cổ sinh vật học người Anh William Buckland đã hoàn thành mô tả và chính thức công bố mẫu vật hóa thạch của một loài bò sát cổ đại với kích thước khổng lồ mà ông và người bạn thân William Coney Baer đặt cho cái tên Megalosaurus. Năm 1842, chúng ta có thuật ngữ dinosaur do Richard Owen đặt ra, có nghĩa là thằn lằn khủng khiếp. Cùng ngay sau khi thuật ngữ dinosaur được Richard Owen đặt ra thì ông cũng kiến tạo bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh Quốc ở London để trưng bày bộ sưu tập hóa thạch khủng long của nước Anh cũng như cổ sinh vật học. Tuy nhiên, để những nghiên cứu và khám phá về khủng long bùng nổ thì cần phải có một cuộc chiến tranh giữa những người Mỹ. Đó là cuộc chiến tranh xương, The Bone Wars, một chuỗi những sự kiện gay gắt giữa hai nhà cổ sinh vật học nổi danh nhất tại Mỹ khi đó là Edward Rinker Cope và Othniel Charles Marsh, kéo dài đến tận 30 năm, từ năm 1867 đến năm 1897 và chỉ chấm dứt khi một trong hai người là Edward Rinker Cope qua đời sau khi đã dành toàn bộ gia sản cho cuộc chiến này. Dù cũng đã tạo ra không ít sự phá hoại, di sản mà hai nhà cổ sinh vật học cùng cuộc chiến hay nói cách khác là cuộc chạy đua hóa thạch giữa họ cũng rất to lớn. Cope khám phá tổng cộng 56 loài khủng long mới, còn của Marsh là 80. Những khám phá của họ là tiền đề cho cơn sốt khủng long khi truyền thông đại chúng bắt đầu bùng nổ vào đầu thế kỷ 20. Và đó chính là cơ sở để vị vua của chúng ta đi vào lịch sử, Tyrannosaurus Rex. Được khám phá bởi thợ săn hóa thạch huyền thoại Barnum Brown và được Henry Fairfield Osborn đặt tên vào năm 1905,
T-Rex đã nhanh chóng nổi lên như loài khủng long nổi tiếng nhất nhờ kích thước khổng lồ đối với một loài ăn thịt, và nó được báo chí khi ấy ban tặng những mỹ từ như động vật chiến đấu bá đạo nhất lịch sử, vua của mọi vị vua, chúa tể vô đối trên trái đất, hay ông hoàng ăn thịt của rừng xanh. Sau đó thì những cuộc chiến tranh thế giới cũng như việc thiếu những đột phá mới đã khiến cho việc nghiên cứu về khủng long bị chững lại. Khủng long thường bị nhìn nhận như những con bò sát quái vật, máu lạnh và chậm chạp, ngoại hình xù xì. Sự chú ý của giới cổ sinh thì lúc này chuyển sang các loài động vật có vú nhiều hơn. Phải đến thập niên 1960 thì những nghiên cứu về khủng long mới trở nên sôi động trở lại, một giai đoạn mà người ta gọi là sự phục hưng khủng long. Nhất là sau khi nhà cổ sinh vật học John Ostrom công bố khám phá về Deinonychus, chiếc khủng long theropod săn mồi năng động với nhiều đặc điểm giống chim hiện đại và máu nóng vào năm 1969. Nghiên cứu của Ostrom cũng làm hồi sinh một giả thuyết từng bị lãng quên về mối quan hệ giữa khủng long và chim, kết hợp với một loạt khám phá hoa thạch mới ở nhiều nơi như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Mỹ, Madagascar hay Nam Cực, với số lượng loài mới được xác định lên đến hàng chục loài mỗi năm, khiến cho hiểu biết của nhân loại về khủng long ngày càng dày thêm. Khủng long vốn tưởng như chỉ gồm toàn những con bò sát to xác, ù lì và chậm chạp, thì sau sự phục hưng khủng long, thế giới đã biết đến những con khủng long tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt và có mối liên hệ tiến hóa với các loài chim. Hay cụ thể hơn, chim chính là hậu duệ trực tiếp của một nhóm khủng long và may mắn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận. Hay nói theo quan điểm của phân loại học hiện đại, chim chính là khủng long và do đó hình thành nên khái niệm khủng long phi điểu, ý chỉ những loài khủng long không phải chim tồn tại trước sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận 66 triệu năm trước. Vấn đề ngoại hình của chúng cũng hết sức được quan tâm. Mặc dù hóa thạch khủng long có dấu vết của da đã được phát hiện từ cuối thế kỷ 19, nhưng việc phục dựng ngoại hình của khủng long vẫn còn rất hạn chế do những giới hạn về kiến thức của nhân loại. Đến năm 1996 thì loài khủng long đầu tiên với hóa thạch có dấu vết của lông vũ được phát hiện, đó chính là Sinosauropteryx primer, đem đến một cái nhìn hoàn toàn mới về ngoại hình của khủng long. Bước sang thế kỷ 21, việc phát hiện melanosome hóa thạch, một loài bào quan có công dụng tạo ra màu sắc trong một số mẫu hóa thạch khủng long, cũng mở ra cơ hội giúp chúng ta phục dựng màu sắc của nhiều loài khủng long trong quá khứ. Một số khủng long như Psittacosaurus hay Sinosauropteryx đã được phục dựng màu sắc toàn thân, một kết quả tuyệt vời sau nhiều nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học. Một số mẫu hóa thạch có độ nguyên vẹn cao được phát hiện cũng khiến cho nhiều đặc điểm của khủng long được làm sáng tỏ. Năm 2011 thì người ta tìm thấy một mẫu vật giáp long xương kết được bảo quản hoàn hảo nhất từ trước đến giờ, trông như một con khủng long đang ngủ, trong đó có cả bộ đồ lòng chứa bữa ăn cuối cùng của con khủng long. Con khủng long này sau đó được đặt danh pháp khoa học là Borealopelta mammutuli. Năm 2021 thì các nhà khoa học lần đầu tiên công bố tìm thấy dấu vết cơ quan sinh dục của khủng long trên một mẫu vật giáp long kết Psittacosaurus, thậm chí là họ còn nhìn rõ cả cây rốn của con khủng long nữa. Về hành vi của khủng long thì chúng ta đã biết nhiều hơn nhờ những hóa thạch như dấu chân, hang đào hay những bãi xương khủng long tập thể. Nhờ đó chúng ta biết một số loài có thể có lối sống theo đàn, đào hang hay chăm sóc con non. Tuy nhiên đây vẫn là một vấn đề nan giải và chỉ có thể phần lớn suy đoán bởi nhiều hành vi không thể được bảo quản dưới dạng hóa thạch. Âm thanh của khủng long cũng vậy. Bất chấp những nỗ lực của con người thì việc phục dựng âm thanh của khủng long vẫn là một điều bất khả thi, và mọi chiếc clip tiếng kêu của khủng long mà bạn thấy trên mạng xã hội hoàn toàn mang tính giả thuyết và tưởng tượng. Vào năm ngoái thì các nhà khoa học đã công bố một mẫu vật giáp long Pinacosaurus có một số xương thanh quản được bảo quản, cho thấy thanh quản của khủng long có hình thái nằm giữa bò sát và chim, nhưng chúng ta vẫn còn cách rất xa với việc phục dựng được tiếng kêu của khủng long. Nguyên nhân tuyệt chủng của khủng long cũng là một đề tài tranh luận tiếp diễn, dù phần lớn đều đồng thuận rằng cú va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub là một trong những viên nặng ký nhất. Một số tiếng nói thì vẫn tin rằng thời đại khủng long đang trên đà suy tàn trước vụ va chạm, với sự suy giảm về đa dạng sinh học của các loài khủng long có thể do biến đổi khí hậu hoặc hoạt động của núi lửa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh điều ngược lại khi cho thấy khủng long vẫn duy trì được sự đa dạng của chúng ở nhiều khu vực trên thế giới. Hiện nay mỗi năm chúng ta có thêm khoảng 25 đến 30 loài khủng long mới được khám phá, nhưng chắc chắn là còn rất lâu chúng ta mới có thể tiến gần đến con số cuối cùng của những loài khủng long phi điểu tồn tại trên trái đất. Chỉ mong là những khám phá này sẽ giúp chúng ta ngày một hiểu biết về khủng long hơn. Và tôi cũng như nhiều bạn vẫn đang hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một loài hay thậm chí nhiều loài khủng long được khám phá trên mặt đất Việt Nam thân yêu. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hy vọng rằng các bạn thích video này và đừng quên tặng cho Mê Khủng Long một đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.